Hôm nay, Tổng thống Nga Putin tham dự sự kiện quan trọng. Hôm nay ngày 26 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Á-Âu được tổ chức tại Briscas, Kristan theo hình thức trực tuyến. Theo hãng tin Tass, thông tin trên được bộ phận báo chí của Điện Kremlin công bố. Ngày 26 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phát biểu trực tuyến tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Á-Âu lần thứ nhất về chủ đề Hội nhập Kinh tế Á-Âu trong kỷ nguyên thay đổi toàn cầu, các cơ hội hoạt động đầu tư mới, bộ phận báo chí của Điện Kremlin thông tin. Tại cuộc họp này, các lãnh đạo của các nước tham gia diễn đàn sẽ thảo luận về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Liên minh Kinh tế Á-Âu, trong đó có các đường lối chiến lược về hội nhập đến năm 2025. Các hướng dẫn về chính sách kinh tế vĩ mô của các quốc gia thành viên của Liên minh sẽ được thông qua. Điều này cũng có nghĩa là các nước sẽ được thảo luận về các vấn đề liên quan đến thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại của Liên minh với các đối tác nước ngoài, Điện Kremlin cho biết thêm.